Nếu như để chọn ra một chiếc smartphone tầm trung có thể xem là toàn diện nhất trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng của mình trong nửa đầu năm 2021 thì mình nghĩ là mình sẽ chọn Oppo Reno 5. Và trước khi lý giải vì sao mà mình lại chọn sản phẩm này thì nhắc qua một chút về giá bán hiện tại của sản phẩm đang cực kỳ tốt rồi. Nên là các bạn nào đang muốn sở hữu Reno 5 thì đừng ngần ngại click vào đường link ở phần mô tả hoặc là có thể đăng ký đặt trước Oppo Reno 6 luôn nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Từ khi Reno 5 được ra mắt thì chúng ta có thể nhận ra đây không phải là một sản phẩm hướng đến sự đột phá và đổi mới của dòng Reno, mà chính xác hơn, đây là phiên bản hoàn thiện nhất cho các sản phẩm đi trước của Reno 3, nè, Reno 4. Nhờ vậy mà gần như là Reno 5 đã giải quyết được những vấn đề trên của các thế hệ đi trước và mang đến một trải nghiệm gần như là toàn vẹn nhất trong các sản phẩm Oppo Reno nói riêng và những chiếc điện thoại smartphone thuộc tầm trung của phân khúc này nói chung. Và vậy chi tiết hơn thì Reno 5 toàn diện như thế nào? Đối với những nhu cầu sử dụng cơ bản và thông dụng nhất của người dùng hiện nay thì mọi yếu tố trải nghiệm trên Reno 5 đều đáp ứng được những kỳ vọng sử dụng nha. Từ thiết kế nè, cho đến màn hình, hiệu năng, camera và dung lượng pin. Ngoại hình của Reno 5 thật sự rất là bắt mắt. Tuy là không quá khác nhiều so với Reno 3 hay Reno 4, nhưng cách Oppo hoàn thiện dần thiết kế qua từng đời sản phẩm đã mang đến cho Reno 5 một diện mạo trẻ trung nhưng mà không kém phần sang trọng nha. Khả năng gia công và hoàn thiện vẫn rất tốt và mình hoàn toàn hài lòng về cảm giác khi mà sử dụng hay là mình chẳng ngần ngại cầm điện thoại lên và sử dụng ở những nơi đông người nha. Và độ nổi tiếng của sản phẩm này thì cũng khỏi phải bàn rồi. Khi mà các sản phẩm âm nhạc của chủ tịch MTV Entertainment đều có sự góp mặt của những chiếc Oppo như thế này. Nên là mình hoàn toàn tự tin từ vẻ đẹp bên ngoài nha, cho đến việc mà bản thân được sử dụng Reno 5. Và mình cũng khuyên các bạn là khi mà sử dụng Reno 5 á, thì không nên đeo ốp làm gì. Bởi vì nó sẽ làm giảm độ đẹp, dùng cẩn thận hơn một chút là được rồi. Máy có mặt lưng được làm nhám để hạn chế việc bám vân tay và cũng hạn chế được cái việc mà bám cái dấu mồ hôi trên cái sản phẩm này. Nên là nói về ngoại hình thì gần như Reno 5 đã đáp ứng được đa số cái nhu cầu của người dùng trong phân khúc tầm trung rồi. Ngay cả màn hình thì Reno 5 cũng đáp ứng được những cái tiêu chí cần phải có của một sản phẩm trung cấp hiện nay. Tấm nền AMOLED cho chất lượng hiển thị thuộc dạng đẹp nhất trong tầm giá. Độ sáng, nè, màu sắc, độ tương phản và độ nổi khối của Reno 5 thì đều hoàn toàn xuất sắc. Và đồng thời là một sản phẩm được ra mắt trong năm 2021 nên không nằm ngoài cuộc đua tần số quét màn hình hiện nay. Oppo Reno 5 có tần số quét lên đến 90Hz nên là đáp ứng được các khả năng hiển thị mượt mà trong việc tái hiển thị các chi tiết chuyển động. Và nhìn chung thì màn hình là thứ không thể chê được vào đâu của Oppo Reno 5. Còn cấu hình thì sao? Sản phẩm này sẽ không quá nổi bật. Snapdragon 720G thì mang đến một hiệu năng độ dùng và đáp ứng được các nhu cầu trong tầm giá. Nên ở phần hiệu năng, nếu như người dùng có nhu cầu cao hơn thì nên tìm đến những cái sản phẩm khác. Còn nếu như nhu cầu sử dụng không đòi hỏi hiệu năng quá nhiều nè, không trai hát các tựa game đầu bảng hay là chỉ cần một trải nghiệm thường ngày mượt mà thì Reno 5 hoàn toàn đáp ứng được. Tất nhiên là với phiên bản 5G thì có mức giá cao hơn đôi chút thì chúng ta sẽ có một cái hiệu năng tốt hơn, nhưng mà Reno 5 phiên bản tiêu chuẩn vẫn là sự lựa chọn hợp lý cho các tác vụ cơ bản. Độ dùng ở mức dư dả cho trải nghiệm mượt mà ở mức FPS là 90. Còn về pin thì các sản phẩm của Reno luôn làm rất tốt ở khoản này. Pin 4310mAh cho tốc độ sạc lên đến 50W thì phải nói là thuộc hàng top hiện nay rồi, dù là bất kỳ tầm giá nào. Tóm tắt lại thì Reno 5 sẽ là một chiếc smartphone phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng một cách đa dụng nhất. Mọi yếu tố trên Reno 5 đều đáp ứng tốt cho các nhu cầu sử dụng cơ bản nha. Nhưng nếu như các bạn có nhu cầu chuyên biệt và yêu cầu gắt gao sản phẩm phải đáp ứng tốt cho nhu cầu đó thì chúng ta nên nghĩ đến những cái lựa chọn khác. Và giá của con Reno 5 thì hiện nay đang rất là tốt, cũng như là nếu mà các bạn có thể đặt hàng ngay cả Reno 6 nữa. Chi tiết thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!